Đầu tiên em giới thiệu đến các bác cái đoạn dài. Tổng thể cái đoạn dài là dài 2m55, cao là 138, sâu phủ bì là 75 phân. Và cái chương này cơ sở nhà em làm liền khối đấy các bác nhìn này. Cơ sở nhà em đục các cái đường nét hoa văn của cái mặt chương đoạn này, cơ sở nhà em đục còn đẹp hơn cả bộ hoàng gia nguyên khối. Các bác mua 200 triệu trên thị trường, các bác có thể nhìn này, các đường nét này, vương miện này, hoa hồng, hoa lá tây, cơ sở nhà em làm rất là kỹ, tinh kỹ, sơn BUM chống xước đẹp mỏng lên từ dưới lên trên, các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp và đẳng cấp. Phần vách tựa lưng này cơ sở làm em làm dày 3 phân các bác nhá, để trơn để nguyên vân gỗ. Cái tay đặt nguyên khối cơ sở nhà em chọn vân chọn gỗ, đây là rất nhiều cái vết lu chân chó đặc biệt quý hiếm các bác nhá, chọn mãi mới được một cái tay như này. Bộ sản phẩm này em bật mí với các bác đang xem video là chưa có chủ nha các bác nhá. Ngày hôm nay em biên giới thiệu đến các bác một bộ combo sản phẩm phong cách hoàng gia tân cổ điển. Cơ sở nhà em làm là bộ hoàng gia này theo phong cách của bộ hoàng gia nguyên khối, nó trị giá đến khoảng 200 triệu trở lên. Và ngoài ra thì cơ sở nhà em đang bán với cái giá cực kỳ hợp lý, chỉ có 63.800.000 mà thôi. Có một kệ tivi hoàng gia dài 2m4, cao 82, cơ sở nhà em đang bán với giá chỉ có 20.800.000. Và một cái đồng hồ hoa lá tây phong cách tân cổ điển, tất cả đều được làm bằng gỗ hương đá. Đồng hồ này cơ sở nhà em bán 8.800.000 đồng. Tổng giá trị của bộ 3 bộ sản phẩm này là 93.400.000. Và nếu các bác nào mà mua trên thị trường, người ta sẽ bán được khoảng độ 100 triệu. Nếu các bác mua ngay trong video ngày hôm nay và mua cả bộ combo này thì nhà em sẽ có ưu đãi giảm giá cho các bác chỉ còn 88 triệu tròn trong riêng trong video ngày hôm nay. Và các bác mua thì cơ sở nhà em tặng theo một combo quà tặng trị giá 1,5 triệu, cộng thêm là một cái vòng phong thủy trị giá lên đến gần 2 triệu. Các bác có thể tự chọn tùy chọn sản phẩm. Em giới thiệu toàn bộ sản phẩm này, cái không gian kê của bộ sản phẩm, diện tích chiều dài này là rơi khoảng 4 mét, chiều rộng này nó rơi vào khoảng độ 2m7 đến 2m8, thì chỉ có mất khoảng 10 cho đến 16 mét vuông để các bác có thể kê đẹp bộ sản phẩm này tùy không gian. Và bộ bàn ghế này thì gồm 6 món, một đoạn dài em đang ngồi đây, một bàn kẹp, hai ghế và một đôn ngồi. Tổng combo bộ sản phẩm này. Đầu tiên em giới thiệu đến các bác cái đoạn dài. Tổng thể cái đoạn dài là dài 2m55 phân, cao là 138, sâu phủ bì là 75 phân. Và cái chương này cơ sở nhà em làm liền khối đấy các bác nhìn này. Cơ sở nhà em đục các cái đường nét hoa văn của cái mặt chương đoạn này, cơ sở nhà em đục còn đẹp hơn cả bộ hoàng gia nguyên khối. Các bác mua 200 triệu trên thị trường, các bác có thể nhìn này, các đường nét này, vương miện này, hoa hồng, hoa lá tây, cơ sở nhà em làm rất là kỹ, tinh kỹ, sơn BUM chống xước đẹp mỏng lên từ dưới lên trên, các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp và đẳng cấp. Phần vách tựa lưng này cơ sở làm em làm dày 3 phân các bác nhá, để trơn để nguyên vân gỗ. Đây, đặc biệt là cái phần ván này em giới thiệu với toàn thể đại gia đình nhà mình, cái phần ván này hàng rất dày dặn và chọn vân. Đây, khuôn tranh cơ sở nhà em pha đậu 4 phân và khuôn tranh cổ chỉ yếm cơ sở nhà em vén cong tận 3 phân các bạn nhá. Nó khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm khác trên thị trường. Người ta vén chỉ có tầm 1 phân, cơ sở nhà em vén cong tận 3 phân các bạn. Đây, tay đặt nguyên khối nhà em làm cao hơn các sản phẩm tay thị trường người ta làm là cao hơn tận 3 phân và chọn vân gỗ vân loang rất đẹp và đẳng cấp đấy các bạn nhá. Đây là điều đặc biệt, không cơ sở nào có các bạn nhá. Mặt so cơ sở nhà em đục đẹp như mặt trước. Sơn BU đánh lên giáp, tỉa lạo lại kỹ càng từng cái nét nhỏ các bác nhá. Đặc biệt là vân chọn đều tăm tắp, đẹp không tì vết các bác nhìn thấy, đằng sau cũng đẹp như mặt đằng trước luôn. Cái bàn này cơ sở nhà em pha cực kỳ to, cái bàn lớn, rộng tận 75 phân, dài là 1m47. Và mặt ván cơ sở nhà em xẻ 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân và chọn vân veo các bác nhìn thấy, chọn vân vén cong tứ diện. Và hai bên để hai ngăn kéo đây các bác nhá, sơn cả ngăn kéo đẹp như là bên ngoài luôn. Đấy, để chè và thuốc cho các bác. Đây, cái bàn kẹp cơ sở nhà em làm bàn kẹp các bác nhá, không như các cơ sở khác làm đôn kẹp. Cơ sở nhà em làm bàn kẹp rộng tận 50, dài tận 75 phân. Khuôn tranh thì đều được làm 4 phân, cũng là vén cong tứ diện. Mặt là dày 2 phân, cực kỳ đẹp. Đến bây giờ em giới thiệu bác cái ghế. Các bác nhìn cái phần ghế này cơ sở nhà em làm kích thước rộng là 1m15 phủ bì, cao là 133 phủ bì và sâu 75 phủ bì. Và chương cơ sở nhà em pha liền khối, đục kênh bong đẹp gần như là hết gỗ các bác nhá. Cơ sở nhà em pha dày 8 phân, đục gần hết gỗ. Chương đục vương miện ở dưới đục hoa hồng này, các đường nét hoa lá tây, các đường nét thoái, cơ sở nhà em làm rất là đẹp, kênh bong lồi hẳn lên. Đấy, và vách tựa lưng cơ sở nhà em dày 3 phân, chọn vân đục xung quanh. Mặt ván em pha đậu 2 phân các bác nhá, chọn vân cực kỳ đẹp và đẳng cấp bộ sản phẩm này. Và khuôn tranh em làm dày 4 phân vén cong này các bác này, yếm dạ cong cổ chỉ 1, 2, 3 tầng, yếm cũng cong theo luôn đấy, và sửa rất là tỉ mẩn từ chân cho đến yếm này các bác nhá. Cái tay đặt nguyên khối cơ sở nhà em chọn vân chọn gỗ, đây là rất nhiều cái vết lu chân chó đặc biệt quý hiếm các bác nhá, chọn mãi mới được một cái tay như này.
Bộ sản phẩm này em bật mí với các bác đang xem video là chưa có chủ nha các bác nhé. Đằng sau ghế cơ sở nhà em đục, nạo, gọt, sửa, sơn cực kỳ kỹ tẩn mẩn. Các bác xem tất cả sản phẩm trên thị trường, người ta chỉ có đục máy rồi người ta đánh cái giáp, người ta sơn cho các bác thôi. Nhà em tỉa, nạo, sơn cực kỳ kỹ đẹp như này các bác nhé. Vâng, xin chào các bác. Ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác một bộ siêu phẩm cơ sở nhà em vừa về hoàn thiện xong. Bộ sản phẩm Hoàng Gia chân 14, hàng đẹp nhất trên thị trường hiện nay. Và tất cả các đường nét đều được đục kênh bong, sâu đẹp, mẫu mới, độc chất bộ sản phẩm này. Và các bác nào mong muốn sở hữu bộ sản phẩm Hoàng Gia đẳng cấp và khác biệt hoàn toàn trên thị trường thì các bác hãy cho em 2 phút để em giới thiệu chi tiết về bộ sản phẩm này. Và em có một cái ưu đãi đặc biệt cho các bác nào xem được cái video này, là nếu các bác nào mua được xem được video này, cơ sở nhà em sẽ tặng một phần quà trị giá là 3.500.000 đồng cho tất cả các bác nào mua từ 2 sản phẩm trở lên. Và ngày hôm nay em giới thiệu các bác toàn bộ một bộ combo như này. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng món cho các bác. Giới thiệu các bác cái đoạn dài nhà em làm là cao là tận 1m51 phân, dài tận 2m6 và sâu phủ bì là 85 phân. Và cái chương này cơ sở nhà em làm là nguyên khối dày 10 phân, đục kênh bong số tận 7 phân các bác nhá. Và sửa tay kỹ tỉ mỉ từng đường nét một đây các bác nhìn này. Khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm trên thị trường này, các bác có thể sự so sánh trên màn hình. Mẫu này là mẫu đẳng cấp của nhà em, mẫu mới. Làm chi tiết nó dày, chi tiết nó đẹp hơn. Các cái hoa là tây này nó cong vắt, dẻo bắn đẹp hơn rất nhiều so với sản phẩm thị trường. Và ngoài ra thì cái phần khung vách giữa này, cơ sở nhà em làm kết hợp với chương trên, nó liền với nhau phần dưới này, rất kênh bong và dày dặn. Và vân chọn vách tựa lưng cơ sở nhà em làm dày đủ 3 phân, chọn vân rất đẹp, kết hợp so với phần chương cực kỳ đẹp và dẻo. Mặt ván em pha dày đủ 2 phân các bác nhá, khuôn tranh dày 4 phân, vén cong thứ diện. Đấy, và cái tay này cơ sở nhà em làm tay cao tận là 30 phân, bình thường người ta làm 26, em làm 30 phân. Dạ cong yếm cong, chân 14, phong cách tân cổ điển rất đẹp. Đấy, cái bàn thì em làm cực kỳ lớn các bác nhá, bàn chọn vân. Cái bàn là rộng tận 80, dài tận 1m6. Làm ván 2 phân, khuôn tranh dày 4, rất là đẹp. Đây cái ghế đây các bác nhìn này, cực kỳ đỉnh cao cái ghế này. Đây cái ghế này của nó là chương dày 10 nhưng mà đục kênh bong xuống tận 7 phân các bác nhìn này. Các đường nét hoa lạ tây được thoái, làm kênh bong rất đẹp, nó không giống như cái sản phẩm bình thường các bác nhìn thấy là người ta chỉ đục vo vo tỉa qua thôi. Đây là cơ sở nhà em làm là rất là đẹp, kênh bong tận 7 phân như này, cực kỳ đẳng cấp. Tay nguyên khối này, vách tựa lưng là dày 3 phân liền nguyên khối. Bộ sản phẩm này em xin báo giá công khai là 83.800.000. Và bác nào nhanh tay nhất mua bộ sản phẩm này trong video này thì em bán với giá là 79.800.000 cho ba bác nào nhanh tay nhất mua bộ sản phẩm này. Chương liền khối đục tỉa bằng T và làm với độ dày là 10 phân. Và bên cơ sở nhà em đục tỉa hai mặt T thì bên cơ sở nhà em làm T đặc nguyên khối, cả cái T này đặc nguyên khối. Vách để trơn và toàn bộ là lựa gỗ và lựa vân. Vâng, xin chào tất cả các bác. Và trong video clip ngày hôm nay thì em Biệt muốn giới thiệu cho anh chị em mình một siêu phẩm mẫu Louis Hoàng Gia mẫu mới nhất năm 2022 của nhà em. Thì cái bộ sản phẩm này với cơ sở nhà em làm theo đơn hàng là của một vị khách hàng ở Mê Linh, Hà Nội là anh Dũng. Đấy, anh Dũng thì có địa chỉ cụ thể là ở thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Anh Dũng đã đến trực tiếp được cơ sở nhà em và đã ký vào bộ sản phẩm Hoàng Gia hàng VIP này. Thì hôm nay nhà em mới hoàn thiện xong để em quay một cái video clip ngắn để em giới thiệu tất cả quý vị khách hàng của kênh Sửa Máy Gia Tốc. Các bác mà trước khi đi vào bên trong báo thông số và cả giá thành của một sản phẩm này thì mọi người xem được video của em Biện hãy ủng hộ cho em bằng nút like và đăng ký kênh của anh nhé. Thì bộ sản phẩm này thì anh Dũng có đặt bao gồm là 7 món, nhưng mà là một chiếc đôn thất thì em sẽ chuyển đến sau anh Dũng. Thì đây em đang kê trước là 6 món để em giới thiệu các bác. Gồm một đoạn lớn này, một bàn, hai ghế đơn, một đôn kẹp bàn và cuối cùng đây là một chiếc đôn thất. Đây các bác lại gần chiếc đoạn dài này. Cái bộ sản phẩm này nhá, cái đặc biệt là bên cơ sở nhà em làm theo kiểu dáng mẫu mới và chương này bên em đục tỉa bằng te. Chương liền khối đục tỉa bằng te và làm với độ dày là 10 phân. Và bên cơ sở nhà em đục tỉa hai mặt, tí em sẽ quay mặt sau các bác. Mọi người xem các đường nét chi tiết này bên em đục rất chi là kinh bong. Toàn bộ là đục bằng te, đục các cái bông hoa hồng và chạm khắc bằng hoa là tây, mang đúng thiên hướng tân cổ điển. Cái chương ở trên đầu này bên em đục là một cái vương liệm kiểu dáng mẫu chương mới và nhìn trông rất chi là hài hòa và đẹp. Các cái đường nét chi tiết bên em hoàn thiện tinh kỹ qua 5 lớp, 3 lớp lót, 1 lớp mỏ
Màu thì bên em sơn các cái màu là màu thông dụng, nhà em là sơn màu hương nhạt để cho nổi gỗ và nổi vân. Và lớp bóng cuối cùng thì bên em làm toàn bộ là sơn bóng G7, cái loại bóng mà tốt nhất của dòng đại loại này. Kể cả bên trong lỗ là anh chị em nhìn thấy, sờ cũng phải gọi là nhẫn thín. Mát thắt đến cái vách này các bác phải chiêm ngưỡng này. Vách để trơn và toàn bộ là lựa gỗ và lựa vân. Vách là dày 3 phân các bác ạ. Cực kìa dày. Đấy, các bác nhìn xem này. Vân veo thì siêu siêu đẹp của các bác. Dày 3 phân. Và tay. Tay thì bên cơ sở nhà em làm tay đặc nguyên khối. Cả cái tay này đặc nguyên khối. Và cái đặc biệt ấy, những cái sản phẩm của nhà em thì em giới thiệu các video trước rồi. Là cái chiều cao của tay này. Bên cơ sở nhà em làm cao tận là 29. Những cái sản phẩm mà tay đặc nhẹ trên thị trường, các bác mà tham khảo các bác biết, thường người ta chỉ làm tay tầm 27 và nhà em làm được cao là 29. Dày đặc nguyên khối và làm rất là to. Ván mặt này anh chị em nhìn thấy này, vân của bộ sản phẩm này đẹp thôi rồi các bác. Vân dày chin chít, bên cơ sở nhà em là lựa gỗ và 100% chất liệu U hương đá. Ván dày 2 phân. Và khuôn tranh này, cái đặc biệt nữa của bộ sản phẩm này là cái khuôn tranh này, các bác nhìn xem này. Bên nhà em làm vén siêu siêu cong. Làm cái độ dày là 4 phân. Và cổ chỉ là em làm cổ chỉ 2 tầng. Chân với yếm thì bên cơ sở thì em đục họa tiết hoa văn là hoa lá tây. Chân 14 anh chị em mình nhé. Đây là tổng quan chiếc đoạn dài và em sẽ quay lại mặt so mọi người xem, chiêm ngưỡng. Mặt so bên cơ sở thì em đục tỉa hai mặt và hàng thửa gỗ thửa vân. Mặt so đều đẹp như mặt trước các bạn ạ. Đục các cái đường nét này mọi người xem này, bên em đục te toàn bộ. Nó nổi bật hơn rất là nhiều các sản phẩm trên thị trường. Thì bộ sản phẩm này thì hàng 6 món nhà em đang công khai báo giá ở trên thị trường là 83.800.000 là cho bộ sản phẩm hàng đục te như này, có nghĩa hàng VIP như này. Tiếp theo đó muốn giới thiệu đến anh chị em mình một chiếc bàn lớn này, bên cơ sở như em làm với kích thước là chiều rộng là 81 và chiều dài, em đo kích thước cụ thể các bác xem, dài là tầm là 1m6, mặt xẻ nguyên một tấm và đục một bức tranh là khung gương và hoa là tây. Đây, vân veo bên em lựa toàn bộ hàng, khuôn tranh vén rất chìa cong, dày 4 phân. Bàn thì làm kèm với đó là hai chiếc ngăn kéo rồi để cho anh chị em mình kéo ra cái vải đồ. Đấy, yếm này, yếm với chân thì toàn bộ đục các cái đường nét hoa là tây, mang đúng thiên đường hướng tổ tân cổ điển. Và các bác có mua sản phẩm này thì bên cơ sở nhà em sẽ tặng cho mọi người là một combo cây trà. Hiện tại em chưa để sẵn đây. Thường thường các video trước em cũng giới thiệu rồi, sẽ tặng một combo cây trà trị giá 1,5 triệu ở trên mặt bàn này. Và tiếp theo đó em muốn giới thiệu với anh chị em mình là một chiếc đôn kẹp bàn. Một chiếc đôn kẹp bàn này bên em làm với thông số là chiều rộng này là 50 và chiều dài là 81. Mặt này làm rất chìa rộng, rộng là 8 tận 50. Bàn đôn này em làm là ván dày 2 và khuôn tranh dày 4. Bàn đôn là có ngăn kéo để đôn thấp này để cho các bác kéo ra kéo vào để các cái vật dụng nhỏ như các cái hộp chè này để bên trong rất là tiện lợi. Khuôn tranh dày 4 phân. Yếm làm dày là hơn 3 phân và chân với yếm đục hoa tây. Đối diện chiếc đoạn dài thì sẽ có hai chiếc cái đơn. Thì bên cơ sở nhà em làm cùng một thông số kỹ thuật là chiều sâu của nó là 80, chiều ngang là tầm 1m1 các bạn, là cả phù bì. Và chiều cao của cái đòa ghế này là rơi vào tầm là cao tầm 1m47 đến 1m48. Chị em nhìn thấy này, vân veo bên cơ sở nhà em làm toàn bộ là lựa vân nhé, hai ghế đơn kích thước y hệt nhau. Và chương các bạn phải nhìn cái chương này, nó rất là khác biệt những cái sản phẩm mà hoàng gia hàng đặt ở trên thị trường. Bên cơ sở như em đục tỉa bằng tay và bên em đục sâu tận 6 phân. Để một cái chương này bên cơ sở như em làm cho thợ làm thêm cũng phải tốn đến tầm 4-5 công. Đây, đục các đường nét này, kinh bong sâu tận vào trong. Và tất cả cái nghề lỗ, cái góc quách này bên em làm hoàn thiện với nhẫn thín. Sờ lì tít, chương bên em làm dày là 10 phân và chương liền khối. Đục tỉa bằng tay, đục các chạm khắc, các cái bông hoa hồng và hoa tây, mang đúng thiên đường tân đồ điển mà rất thích hợp với những không gian phòng khách nhà ống, nhà hiện đại và nhà biệt thự mái Thái, đặc biệt hơn là nhà tân cổ điển kê vào bên trong cái phòng khách và ngôi nhà mình nhìn trông rất chi là sang trọng và đẳng cấp quý phái các bạn. Vách này bên em làm vách xẻ nguyên một tấm và dày là 3 phân để trơn hàng trọn vân. Đấy, tê là tê đặc rồi, ván dày 2, khuôn tranh dày 4.
toàn bộ là vén siêu cong và cổ chỉ 2 tầng. Chân thì là chân 14 các bác nhé, đục các họa tiết hoa văn này. Đấy, sờ thôi các bác, tất cả cái gọi là lì tít. Bộ sản phẩm này thì chính tay anh Dũng là đến cơ sở anh em ký vào bộ sản phẩm này. Đấy, bảo là do là anh Dũng bảo là tin tưởng nên là đã ký luôn vào mặt ghế này các bạn, không cần phải ký vào gầm. Thường anh em sẽ cho ký vào gầm nhé các bạn nhé. Tay ghế đơn còn lại thì kích thước y hệt nhau rồi. Và mặt sau mọi người xem, quay lại mặt sau này. Do không gian diện tích của nhà em kê thì là mặt sau của Đoàn thì nó không được ánh sáng, nó không được sáng. Thì ở đây cái ghế đơn này các bác nhìn thực tế đây, các bác nhìn xem chiêm ngưỡng này. Mặt sau thì bên em làm hoàn thiện tinh kỹ đẹp như mặt trước. Và vân veo thì các bác phải nhìn thấy đây, hàng thửa vân, đục tỉa bằng te này, cái trương này dày 10 phân, đục rất là sắc nét. Và cái sản phẩm cuối cùng của bộ Hoàng Gia ngày hôm nay em muốn giới thiệu các bác là cái đôn này, là sản phẩm thứ 6. Đấy, còn một cái đôn nữa như là hiện tại là em đang chưa để sẵn ở cơ sở nhà em. Tí nữa em sẽ sắp xếp chuyển theo một đôn chuyển so cho anh. Đấy, anh bảo chuyển so cũng được, thì đây là cái đôn cuối cùng của bộ Hoàng Gia này là 6 món. Thì bên em làm một thông số này, rộng là 45 và dài là 45, toàn bộ là ván là dày 2 phân hết, rất dày. Và khuôn tranh này làm dày là 4 phân, vén siêu cong, vén cực kìa cong, và cổ chỉ là 2 tầng. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu xong một bộ siêu phẩm Hoàng Gia mẫu mới nhất năm 2022 này, làm cho đơn hàng là của anh Dũng ở Mê Linh. Các bác mà quan tâm một sản phẩm này, muốn đặt hàng và muốn liên hệ trực tiếp để em tư vấn qua Zalo, hay liên hệ qua số điện thoại em để trên màn hình là 0961194040. Tổng quan của bộ sản phẩm Hoàng Gia này thì mọi người sẽ kê chiếm diện tích hết khoảng 13 cho đến 15 mét vuông trong bộ sản phẩm Hoàng Gia như này. Cái dòng gỗ hương đá này là một cái loại gỗ mà bên cơ sở như em thời gian vừa qua và trong mấy năm gần đây được rất là nhiều khách hàng tin dùng và sử dụng. Gỗ hương đá tầm này thì gỗ đang lên từng ngày. Và bên cơ sở nhà em là một cơ sở lớn nên là nhà em lúc nào cũng tích và chữ được gỗ, nên là giá thành cơ sở em lúc nào cũng là để cái giá là rất là cân đối và hợp lý cho các bác. Còn ưu điểm của hương đá thì em giới thiệu xong khá là nhiều video rồi, con gỗ rất là mịn, vân veo đẹp và gỗ đều màu. Em xin công khai báo giá các lần nữa là một siêu phẩm Hoàng Gia mẫu mới nhất năm 2022 của nhà em. Gỗ hương đá hàng VIP dày dặn này thì bên em đang bán với giá là 83.800.000 đồng các bác nhé. Đấy, mọi người mà quan tâm liên hệ qua số điện thoại để trên màn hình, và có những bình luận và có ý kiến gì hãy comment ở dưới cái phần bình luận để kiến giúp em. Và các bác hãy nhớ là mua hàng bên nhà em sẽ được tặng một combo cây trà và miễn phí vận chuyển 50 km, và tặng kính bàn kính đôi giày 1 phân. Và giờ em xin cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành với em từ đầu đến cuối video ngày hôm nay. Xin chào, gặp lại mọi người những video sau. Xin chào.